Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận kỷ lục 414 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 10 huyện, thị xã, thành phố, tăng 90 ca so với ngày trước đó. Hầu hết các ca mới được ghi nhận trong các khu vực phong tỏa, cách ly và một số ca ghi nhận tại các doanh nghiệp. Huyện Văn Lâm ghi nhận nhiều nhất với 114 ca, trong đó 16 ca liên quan ổ dịch thị trấn Như Quỳnh, 12 ca liên quan đến công ty DSM. Huyện Yên Mỹ ghi nhận 99 ca, trong đó 25 ca sàng lọc cộng đồng và chùm 9 ca liên quan đến công ty Hightech Vina. Huyện Văn Giang ghi nhận 62 ca, trong đó có một số ca liên quan đến ổ dịch khu đô thị Ecopark. Thị xã Mỹ Hào ghi nhận 44 ca, trong đó 8 ca sàng lọc tại cộng đồng và chùm ca bệnh tại công ty Shin Corona. Huyện Tiên Lữ ghi nhận 39 ca, trong đó có chùm các ca bệnh liên quan đến một số công ty may. Huyện Khoái Châu ghi nhận 22 ca, huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên cùng ghi nhận 11 ca. Toàn tỉnh hiện đang thu dung điều trị cho trên 3.600 bệnh nhân COVID-19, trong đó gần 3.000 bệnh nhân đang điều trị tại 12 cơ sở tập trung và 674 bệnh nhân điều trị tại nhà. Trong ngày có 200 bệnh nhân được ra viện, 4 bệnh nhân phải chuyển viện.